Hôm qua đi ngay cái làng đó anh thấy nó màu nhiệm quá ha. Rất là ái mộ. Dạ, tại vì trong miền Nam mình nó hiếm có thấy cái cảnh đó đó. Cảnh mà treo cái băng rôn mà thấy toàn là niệm Phật không, với mấy cái biệt thự đó, đắp chữ niệm Phật luôn. Dạ, làng đạo luôn ha. Dạ. Đó giờ không có nghe nó làng này làng kia. Dạ vậy đó hả? Nguyên làng đạo. Quá quý. Thấy cô Ngọc Hiền á. Có tu tinh tấn, người ta giàu có, người ta buông bỏ hết trơn, cho nên nó là các nhà tiền tài thì tiền thì rất là đủ, nhưng mà sợ thiếu cái đức ha, bởi vậy cô mới bỏ hết trơn để tìm con đường để tu hành. Thì nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của theo gài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn. Vì vậy cho nên tìm về con đường đạo để mà tu giải thoát. Như người đời người ta không hiểu thì ta nói con này quá dại dột, nhưng mà sự thật con rất là khôn. Đúng vậy, đúng rồi. Tiền của bao nhiêu cũng là giả tạm, chỉ tiền. Có trở về với Phật Pháp mới là thì mà trở về tâm linh mới là thì cái số vô thường, tiền nhiều không thể mua thêm sống, mà thế lực dù bao khó bỏ thân đó, nếu biết nương nhờ nơi Phật lực thì hưởng được cái trường sinh đó. Vì vậy cho nên cái cô này là rất là hay ha. Dạ. Cô quên chân hả? Nhiều mà tự nhiên cô quấn chân rồi nè. Giờ ghi cái máy lại là cô nhớ đó. Vậy mắt cũng nắm hai tay đâu. Này đi đây là hai chuyến này rất là vui. Dạ, vui cho cô. Ráng đi về đặng tinh tấn tu hành cho được đắc đạo. Dạ, vậy đó ha. Về Lâm Hội Long Hoa. Dạ. Vậy đi chuyến này là về là tu siết học mè, tu đèo bắp ha. Tu lắp vô minh, tu ginh thiền não, tu đáo tây phương, tu lượng công đức, tu rước ta bà, tu qua tịnh độ mới được nha. Dạ. Tình cờ. Thật sự rất hữu duyên. Được gặp đồng đạo Thiện Nghĩa, rồi Ngọc Tâm, Ngọc Lan, là những người đồng đạo, đồng tu với nhau. Và cũng là những anh em cũng mới biết là Ngọc Tâm cũng có từng làm YouTube nói về bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, để đưa lên để cho tất cả những anh em đồng đạo cùng tham khảo, tìm hiểu và hiểu nhiều hơn về bên Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta. Thì thật sự mà nói cũng rất là nhiều điều mới mẻ, lợi lạc và đáng học hỏi. Thì trong cái chuyến đi này thật sự là rất là mỹ mãn và tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì này Ngọc Tâm đã đến với thiền viện ở Vạn Hạnh ở Đà Lạt. Ở đây có rất nhiều là tượng Phật lớn, Ngọc Tâm sẽ quay cận cảnh quý vị mình xem để nương theo đó mà chúng ta hướng về tâm linh để lắng lọc lại cái thân tâm mình để tìm đến con đường đạo Phật, để đến con đường giải thoát. Vậy giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với Ngọc Tâm cùng với phái đoàn ở Kiên Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ để viếng những cái ngôi chùa ở khu Đà Lạt này, quan cảnh để chiêm ngưỡng lại những cái tâm linh thưa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì giờ này Ngọc Tâm đến với thiền viện Vạn Hạnh ở Đà Lạt, thưa quý vị, xem qua những cái bức tượng Phật rất là cao lớn. Ở đây là chính ngoài sân của thiền viện Vạn Hạnh, có bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni rất là lớn, thưa quý vị. Ngọc Tâm sẽ quay cái những cái cảnh bên tượng Phật bên chùa chiền để cho quý vị mình xem để lắng gọi lại cái thân tâm thì cho được trong sạch. Quý vị này, lúc mà mình xem được cái video này đó, mình tưởng nhớ đến những cái vị Phật cũng như Bồ Tát mà cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh hơn. Và vì này Tâm mời quý vị cùng vào trong để quay một nhiều đoạn video cho quý vị mình cùng xem hay vậy. Ngày chùa chiền ở khu Đà Lạt này. Thưa quý vị, đây là cái quan cảnh ở chùa Vạn Hạnh hay gì, được đúc kết rất nhiều tượng Phật. Đây công viên. Đây là tượng Phật nằm lớn. Mô Di Đà Phật, Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát, Mô Di Đà Phật. Đi Ngọc Tâm sẽ đây quay lại những cái đặc điểm nổi bật của chùa chiền cũng như tượng Phật để quý vị mình xem.
để chiêm ngưỡng, để bái. Mong cho cái quý vị xem được video này là lắng lòng được cái thân tâm của mình, vì cái thân tâm mình lúc nào cũng suy nghĩ chuyện đời, chuyện thế gian, vì vậy cho nên nó lúc nào nó cũng xao xuyến hết trơn. Đây là tượng Phật của Thích Ca ngày còn lúc còn nhỏ mới sanh đó gì, thì tay trái thì chỉ đất, tay phải chỉ trời, đọc lên những câu là thiên hạ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất mình chỉ có mình nên ngài là độc tôn thôi, không ai bằng ngài, trên dưới trời chẳng ai bằng Phật. Tượng Phật rất là nhiều thế vậy, là tượng Phật nằm. Tượng Thái tử Ngà Du Gia La Sanh Đức Phật Thái tử ngày xưa đó vậy. A Di Đà cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy bồ câu xuống nghe pháp đó quý vị ơi. Câu hết nha. Không hỏi nghe pháp mà xuống ăn. Ở cánh cảnh này tự nhiên giống như ăn bánh mì. Đang nghỉ giải lao thì cũng dùng điểm tâm, dùng điểm tâm thì nói về cái vật chất cho thể xác, còn cái tâm linh tâm hồn nữa cho quý vị mình ăn luôn cái tinh thần vật chất luôn ha. Đúng rồi. Qua đây có anh Thiên Nghĩa sẽ có đôi lời hiểu trong cái chuyến đi này á Nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nghĩa xin chào Ngọc Tâm, chào Ngọc Lan cùng tất cả quý vị đồng đạo. Sáng giờ mình đi vòng vòng đây cũng rất là thú vị ha. Được các sư huynh mình dẫn đi tham quan vòng vòng ở Đà Lạt, phong cảnh rất là hữu tình. Coi như lâu lâu mình mới có một chuyến đi thế này để thăm đồng đạo mình ở ngoài này, rồi mình cũng trao đổi về đạo đức, rồi trên xe cũng đọc giảng, rồi hôm nay mình ghé là cái chùa này là Thiền Viện Vạn Hạnh. Ngay nơi đây thì cũng có những bức tượng Phật rất là lớn, và coi như là mình đến đây là tới giờ trưa rồi quý vị, đói bụng rồi. Đồng đạo mình ở đây tập trung ăn bánh mì. Chị Kiều thấy sao, ăn ngon không? Ăn ngon không? Ngon phải không? Sáu bánh mì tự nhiên nha. Vậy hả? Rồi đi mà được nghe pháp rồi được đói có bánh mì ăn nữa. Nghĩa thì đọc giảng, rồi đây là mấy chú giáo lý viên rồi ha. Rồi cầm ăn nói chuyện chị mít giùm con ha. Thế là nói chút rồi. Anh Nghĩa mời trưởng đoàn phát biểu gì em nhé. Dạ, rồi, được chưa? Mời Ngọc Tâm ăn bánh mì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân hôm nay cũng là ngày 23 tháng Giêng năm Nhâm Dần, cũng là còn cái tháng rằm thượng quân, đoàn của chúng ta từ An Giang kết hợp với Kiên Giang, Đồng Tháp để đi viếng chùa và các nơi là danh lam thắng cảnh ở Đà Lạt và đồng đạo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay mình đến được Thiền Viện Vạn Hạnh thì đang vô lễ Phật xong thì tới giờ cũng chưa, thì thấy được cái duyên lành hội ngộ gì rất là vui và thấy là hạnh lạc, thì cũng cầu chúc cho quý vị là thập phương ráng tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn sư huynh. Tới Tài Xế đây, Tài Xế không gài cực khổ quá. Tới Bác Tài mình cũng nói mấy câu. Bác Tài mình vui lắm quý vị ơi. Tài qua này thì tài xế này có cái công là đưa đoàn mình đi tham quan giúp những cái di tích cũng như là nơi thờ phượng để gì tao nói về tâm linh để cho mọi người hiểu biết để mà nhiều khi hữu duyên đó chú, nương đó theo đó tu hành nữa. Rồi qua đây thì chú có cái công rất lớn để chở đoàn đi
chú cũng phát biểu ít lời ha hả chú. Dạ. Nói chung là trong cái chuyến đi hành hương ở Đà Lạt này thì thật sự mà nói thì mình cũng đi đến ở cái địa là thành phố Đà Lạt này cũng nhiều lần, nhưng mà trong cái chuyến đi này thật sự là một sự tình cờ, một sự rất hữu duyên được gặp đồng đạo Thiện Nghĩa, rồi Ngọc Tâm, Ngọc Lan là những người đồng đạo đồng tu với nhau, và cũng là những anh em cũng mới biết là Ngọc Tâm cũng có từng làm YouTube nói về bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, để đưa lên để cho tất cả những anh em đồng đạo cùng tham khảo, tìm hiểu và hiểu nhiều hơn về bên Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta. Thì thật sự mà nói cũng rất là nhiều điều mới mẻ, lợi lạc và đáng học hỏi. Thì trong cái chuyến đi này thật sự là rất là mỹ mãn và tốt đẹp. Hy vọng rằng tất cả những anh em đồng đạo huynh đệ chúng ta sẽ có những cuộc hội ngộ một ngày không xa lắm. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa toàn thể chư với đồng đạo, thì hôm nay cũng là một cái nhân dịp duyên lành hội ngộ đồng đạo ở Kiên Giang tổ chức đi viếng Đà Lạt. Nhân dịp thì cũng có kết hợp với đồng đạo ở Lấp Giò, rồi chúng ta đi đoàn chung là được 24 người, lịch trình là trong 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai, thì giờ này anh em đồng đạo đến ghé Thiền viện Trúc Lâm dâng hương lễ Phật, và giờ này cũng vào giờ trưa thì anh chị em đó ngồi lại để dùng bánh mì. Thì trong cái ổ bánh mì này có những cái hương vị và cái nhiên liệu, nó bánh mì thì tại Đà Lạt chứ đồng đạo, còn những cái dưa và cái rau này nó từ cái Kiên Giang mang lên, cho nên ổ bánh mì hôm nay nó kết hợp từ hai tỉnh Kiên Giang và Đà Lạt. Đó, như vậy là ăn bánh mì này rất là thấm đượm nghĩa tình. Thì mong rằng đồng đạo chúng ta sau khi ăn bánh mì xong thì từ đây cho đến chiều chúng ta sẽ còn đi viếng nhiều điểm nữa, và chúng ta sẽ đem cái tâm thành để dâng lên Đức Phật. Rồi sau đó để chúng ta mong rằng trong cái chuyến đi này thì được Phật gia hộ cho chúng ta được cái trí tuệ, rồi được giải quá căn, và khi về nhà để chúng ta được tu hành tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú rồi, 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 chú rồi. Nhiều quá Ngọc Lan ơi. Chị Kiều nói gì chú quay cái đoạn đó đẳng. Chị Kiều nói cái đoạn mình ăn vui lắm Ngọc Tâm ơi kìa. Vui quá vui nè. Cầm mít đi. Dạ. Mít nữa nát. Rồi ca nói thêm cầm mít đi. Phải nói gì không chú? Em chuyện hết rồi. Hết rồi. Dạ chú Tư đi. Bây giờ chú Tư đi. Chú Tư nói nè chú Tư. Hôm nãy tôi với rồi vậy thôi, dân đi quay quay chứ đi quay quay cái xe mình luôn đi quay xe chứ còn nhiều lắm để nói hết thì nói đây. Bạn đang ăn trưa hả vậy? Dạ. Dạ được rồi cô. Dạ. Dạ Ngọc Tâm, Ngọc Tâm. Chú Bảy đi chuyến này thấy sao chú Bảy? Sao mình vui không hả? Vui lắm. Phải có ngộ được cái pháp gì không chứ? Có chứ. Dạ. Thành nói mấy ông nói là mình nghe thì mình thấy nào hay thì mình để tâm thì nó ngộ rồi. Vậy đó hả? Ừ? Có gì hay thì chia sẻ cho mọi người ta biết là tu với đây. Chứ mình tu mình nên mình theo được. Dạ cảm ơn chú. Ô chào mấy vị ha, ăn sáng như ngon ở buổi trưa. Dạ. Hello bánh dạ, mì. Chào đoàn. Rồi chào sư huynh. Cô đi hôm gài mấy ngày nay thấy khung cảnh Đà Lạt với chùa Thiền với sự tu hành này thấy sao cô? Thấy đồng đại kinh này tu tinh tấn. Dạ ha. Hôm qua đi ngay cái làng đó anh thấy nó màu nhiệm quá ha. Rất là ái mộ. Dạ tại vì trong miền Nam mình nó hiếm có thấy cái cảnh đó đó. Cảnh mà treo cái băng rôn mà thấy toàn là niệm Phật không, với mấy cái biệt thự đó đắp chữ niệm Phật luôn. Dạ làng đạo luôn ha. Dạ. Đó giờ không có nghe nó làng này làng kia. Dạ vậy đó hả, nguyên làng đạo quá quý. Thấy cô Ngọc Thiền á. Có tu tinh tấn rồi.
người ta giàu có, người ta buông bỏ hết trơn, mình lên đó rồi. Vậy. Tiền tài thì tiền thì rất là đủ nhưng mà sợ thiếu cái đức ha, bởi vậy cô mới bỏ hết trơn để tìm con đường để tu hành. Vì nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của theo gài hầu non nghe, chỉ có tội phước hãy còn. Vì vậy cho nên tìm về con đường đạo để mà tu giải thoát. Như người đời người ta không hiểu thì ta nói con này quá dại dột, nhưng mà sự thật con rất là khôn. Đúng vậy, đúng rồi. Tiền của bao nhiêu cũng là giả tạm, chỉ tiền. Có trở về Phật pháp mới là thì mà trở về tâm linh mới là thì cái số vô thường tiền nhiều không thể mua thêm sống mà thế lực dù bao khó bỏ thân đó. Nếu biết nương nhờ nơi Phật lực thì hưởng được cái trường sinh đó. Vì vậy cho nên cái cô này là rất là hay ha. Dạ. Cô quên chân hả? Tự nhiên cô nhớ nhiều mà tự nhiên cô quên chân rồi nè. Giờ ghi cái máy lại là cô nhớ đó. Vậy mắt cũng nắm hai tay đâu. Cái này đi đây là chuyến này rất là vui. Dạ, vui cho cô. Ráng đi về đặng mà tinh tấn tu hành cho được đắc đạo. Dạ, vậy đó ha. Về làm hội Long Hoa. Dạ, vậy đi chuyến này là về là tu siết hột mè, tu đè hột bắp ha. Tu lắp vô minh, tu ginh thiền não, tu đáo, tu phương, tu lượng công đức, tu rất ta bà, tu qua tịnh độ mới được nha. Dạ. Mừng quá, Dạ, rồi, cảm ơn cô, quá hay. Đây là thiền viện chùa Vạn Hạnh đó, vậy thì đồng đến đây để chiêm ngưỡng lễ bái để nung đúc tinh thần mọi người đồng tiến đồng tu thôi, chứ không chứ quay lại một cái clip để Ngọc Tâm cũng gợi ý quay lại clip những chùa chiền để cho quý vị mình cùng xem để chiêm ngưỡng lễ bái và nương theo đó để cho nó thanh tịnh cái thân tâm của mọi người đó. Vì vậy nên quý vị có hữu duyên xem được thì cũng mong quý vị cũng thông cảm quan hỷ những điều còn thiếu sót hay quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.